Đó, Cậu hai bé cháu không đang chỉ bị không công làm việc việc làm đàng hoàng hoàng khi khi đi đi làm, làm, mà mà còn còn nhân nhân lúc lúc không không ai ai để để ý. ý. Lén Lén lút lút vào vào văn văn phòng phòng của của sếp, sếp, trước trước tiên tiên cậu cậu ta ta dọn dọn dẹp dẹp qua qua đo đo văn văn phòng, phòng, rồi rồi đến đến bàn bàn làm làm việc việc và và bắt bắt đầu đầu lục lục đòi. đòi. Như Như đang đang tìm tìm kiếm kiếm thứ thứ gì gì đó đó rất rất quan quan trọng, trọng, nhưng nhưng ngay ngay lúc lúc đó, đó, cậu cậu tiếng tiếng bước bước chân chân từ từ bên bên ngoài, ngoài, cậu cậu ta ta vội vội vàng vàng đặt đặt mọi mọi thứ thứ về về chỗ chỗ cũ, cũ, hít hít một một hơi hơi sâu, sâu, cậu cậu tỏ tỏ ra ra bình bình tĩnh tĩnh và và đi đi ra ra ngoài. ngoài. Anh Anh Tiểu Tiểu Gia, Gia, chị chị dâu, dâu, sao sao hôm hôm nay nay hai hai người người đến đến muộn muộn vậy? vậy? Có Có chuyện chuyện gì gì ở ở nhà? nhà? Không Không có có gì, gì, hôm hôm nay nay tôi tôi dậy dậy muộn. muộn. Vâng, Vâng, em em đã đã dọn dọn dẹp dẹp văn văn phòng phòng giúp giúp hai hai người người rồi. rồi. Nước Nước trà trà cũng cũng đã đã pha pha xong, xong, chị chị dâu dâu đi đi nghỉ nghỉ ngơi ngơi một một chút chút đi. đi. Cảm Cảm ơn ơn cậu cậu nhé, nhé, những những việc việc nặng nặng nhọc nhọc này này để để chị chị làm làm là là được được rồi. rồi. Không Không sao sao ạ, ạ, đây đây là là việc việc em em nên nên làm. làm. Vợ Vợ chồng chồng Tiểu Tiểu Gia Gia ăn ăn ý ý không không nói nói gì gì thêm. thêm. Cùng Cùng nhau nhau vào vào văn văn phòng. phòng. Bất Bất lỗi lỗi hôm hôm nay nay có có vẻ vẻ không không bình bình thường. thường. Cậu Cậu ta ta định định làm làm gì? gì? Ha, Ha, thứ thứ duy duy nhất nhất đáng đáng để để người người khác khác nhòm nhòm ngó ngó trong trong phòng phòng này này là là công công thức thức bí bí mật mật của của chúng chúng ta. ta. Y Y anh anh là là bơ bơ và và sữa sữa đặc đặc phải phải không? không? Chắc Chắc chắn chắn là là có có người người muốn muốn cướp cướp nhân nhân viên viên của của chúng chúng ta. ta. Cướp Cướp công công việc việc kinh kinh doanh doanh của của chúng chúng ta. ta. Đừng Đừng lo, lo, anh anh có có cách cách đối đối phó phó với với họ, họ, nhưng nhưng kẻ kẻ phản phản bội bội thì thì không không thể thể giữ giữ lại lại được. được. Chị quách tốt Cô bụng ta như chỉ vậy. là một hảo người. Anh Tôi thực chân sự thực không sự muốn không làm muốn chị làm ấy chị ấy buồn. buồn. Viên Viên viên, viên, em em cứ cứ bận bận việc việc đi, đi, anh anh ra ra ngoài ngoài một một lát. lát. Được, Được, anh anh cẩn cẩn thận thận nhé. nhé. Đừng Đừng đánh đánh nhau nhau với với ai ai đấy. đấy. Yên Yên tâm tâm đi đi vợ vợ à. à. Giờ Giờ anh anh tin tin vào vào lấy lấy đức đức thắng thắng người. người. Tiểu Tiểu Gia Gia mua mua một một số số quà quà ở ở cửa cửa hàng hàng Bách Bách Hóa. Hóa. Anh Anh định định đến đến thăm thăm chủ chủ nhiệm nhiệm quách. quách. Dù Dù sao sao cô cô ấy ấy cũng cũng đã đã giúp giúp anh anh rất rất nhiều. nhiều. Anh Anh vẫn vẫn chưa chưa đến đến tận tận nơi nơi để để cảm cảm ơn. ơn. Tiểu Tiểu Gia Gia cùng cùng nước nước đi. đi. Cảm Cảm ơn ơn chị chị quách. quách. Đây Đây là là bà bà nội nội đúng đúng không? không? Bà Bà có có phải phải không? không? Bà Bà nội nội của của Quách Quách Lỗi Lỗi nhúc nhúc nhích nhích tai tai và và nó nó lớn. lớn. Chào Chào nói nói gì gì cơ? cơ? Thay Thay bà bà kém, kém, anh anh phải phải nói nói to to lên. lên. Mà, Mà, đây đây là là bạn bạn của của Tiểu Tiểu Lỗi. Lỗi. Hỏi Hỏi bà bà có có khỏe khỏe không? không? Khỏe, Khỏe, rất rất khỏe. khỏe. Bạn Bạn của của Tiểu Tiểu Lỗi Lỗi à? à? Khỏe Khỏe là là tốt tốt rồi. rồi. Khỏe Khỏe là là tốt tốt rồi. rồi. Quách Quách chủ chủ nhiệm nhiệm và và bà bà nội nội Quách Quách nói nói chuyện chuyện lớn lớn một một hồi. hồi. Cuối Cuối cùng cùng cũng cũng tiễn tiễn bà bà đi. đi. Tiểu Tiểu Gia, Gia, có có chuyện chuyện gì gì à? à? Cứ Cứ nói nói đi, đi, chị chị có có thể thể giúp giúp nhất nhất định định sẽ sẽ giúp. giúp. Tiểu Tiểu Gia Gia cảm cảm thấy thấy có có lỗi, lỗi, chị chị quách quách tốt tốt như như vậy, vậy, thật thật không không nỡ nỡ làm làm chị chị thất thất vọng. vọng. Nước Nước xuống xuống lời lời đã đã chuẩn chuẩn bị bị nói nói với với Quách Quách Lỗi, Lỗi, vẫn vẫn là là chị chị quách quách hiểu hiểu em. em. Em Em muốn muốn mua mua một một căn căn nhà. nhà. Đưa Đưa vợ vợ con con đến. đến. Mùa Mùa thu thu muốn muốn cho cho con con vào vào lớp lớp mẫu mẫu giáo. giáo. Hiện Hiện giờ giờ cả cả ngày ngày chạy chạy đi đi chạy chạy về về giữa giữa làng làng và và huyện. huyện. Không Không phải phải là là kẻ kẻ lâu lâu dài. dài. Em Em nghĩ nghĩ đúng đúng rồi. rồi. Giáo Giáo dục dục của của con con là là quan quan trọng trọng nhất. nhất. Nhưng Nhưng hiện hiện tại tại không không có có ai ai mua mua nhà nhà riêng. riêng. Chị Chị sẽ sẽ giúp giúp em em để để ý. ý. Cảm Cảm ơn, ơn, thật thật ngại ngại quá. quá. Lại Lại làm làm phiền phiền chị chị rồi. rồi. Không Không sao, sao, Tiểu Tiểu Lỗi Lỗi còn còn phải phải trông trông cậy cậy vào vào em em chăm chăm sóc sóc nữa. nữa. Nếu Nếu không không có có em em kèm kèm cặp, cặp, thằng thằng bé bé này này càng càng ngày ngày chỉ chỉ biết biết chơi chơi bời. bời. Chị Chị lo lo lắm. lắm. Sợ Sợ một một ngày ngày nó nó gây gây chuyện. chuyện. Bây Bây giờ giờ tốt tốt quá quá rồi. rồi. Tập Tập trung trung hết hết sức sức vào vào công công việc. việc. Trông cũng có vẻ tinh thần hơn. Gần đây có người mai mối cho nó. Nhìn thấy có người mai mối cho nó. Nhìn thấy năm nay có thể cưới. Năm sau có khi chị đã bế cháu rồi. Cũng may không nói chuyện của Quách Lỗi ra. Chuyện tốt, lúc đó em sẽ giúp. Chị Quách còn trẻ như vậy, bế cháu ra đường. Chắc mọi người tưởng là mẹ đấy. Đâu có quá vậy. Chủ nhiệm Quách cười không ngớt. Lời của Tiểu Gia nói đúng tâm trạng của chị. Từ chối lời mời của chủ nhiệm Quách, Tiểu Gia trên đường về nhà máy, đi qua quán ăn quốc doanh, thấy xe đạp của Quách Lỗi dừng bên ngoài, nên tìm chỗ dưới bóng cây đợi Quách Lỗi ra. Một lúc sau, Nghiêm Tiểu Lượng và Quách Lỗi cùng đi ra, hai người khoác vai nhau, thân thiết như anh em tốt. Nhìn theo Nghiêm Tiểu Lượng đi rồi, Tiểu Gia bước ra từ sau gốc cây, đến sau lưng Quách Lỗi. Tiểu Gia kia trông chừng công thức bí mật rất kỹ, còn đưa vợ đến giám sát, hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Nghiêm Tiểu Lượng lại thúc ép. Bây giờ tôi thật là kẹp giữa, thật là hai đầu không được lòng ai. Tiểu, Tiểu Gia ca, anh sao lại ở đây? Tôi đến nhà cậu. Anh ta có ý gì? Tôi chưa ra tay mà. Anh ta đến nhà tôi cáo trạng à? Tiểu Gia nhìn Quách Lỗi lo lắng căng thẳng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi tiếp tục nói, mẹ cậu giúp tôi nhiều lắm. Đến nhà thăm, lúc đó tôi không biết lễ nghĩa, mẹ cậu là người tốt. Cũng chăm sóc người già rất tốt. Tôi tuy là kẻ hỗn láo, nhưng cũng kính trọng người hiếu thảo. Quách Lỗi không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn Tiểu Gia. Tiểu Gia không nói gì, cậu ta cũng không dám lên tiếng, thật sự không biết Tiểu Gia đang tính gì. Quách Lỗi à, chúng ta quen biết bao nhiêu ngày rồi, cậu thấy tôi thế nào? Tiểu Gia ca đương nhiên là rất tốt, nghĩa khí và có tai, chuyện của nhà Diệp chúng tôi đều nghe rồi. Diệp Phong bây giờ coi anh như thần tượng. Còn cậu thì sao? Tôi đương nhiên cũng rất kính trọng Tiểu Gia ca. Hi hi, tôi biết mà, tôi là kẻ nhà quê chân lấm tay bùn, các cậu quan nhà công nhân vốn chẳng coi tôi ra gì. Không, không phải vậy, ban đầu các cậu chỉ muốn lợi dụng tôi vài đồng thôi. Tôi đều hiểu mà.
Người trẻ mà, thể diện hơn trời. Một đám người tán tụng cậu, cậu đã lăng lăng rồi, bảo cậu làm gì, cậu nhắc thời hồ đồ mà đồng ý, bây giờ treo lơ lửng trên thang, không xuống được đúng không? Đúng vậy, chính là như vậy. Quách Lỗi phấn khích gật đầu lìa lịa. Hiện giờ không phải cậu ta đang ở trong hoàn cảnh đó sao? Trước đây Nghiêm Tiểu Lượng không quan tâm đến cậu ta, bây giờ lại kết nghĩa anh em, còn mời ăn cơm mời nhảy múa. Cậu ta như thể từ một kẻ nghèo khó biến thành con cưng của trời, thỏa mãn lòng tự trọng của cậu ta rất nhiều. Ôi, cậu bị bán đi, còn phải giúp người ta đến tiền. Xem ra Nghiêm Tiểu Lượng thật sự quyết tâm đối đầu với tôi. Anh ta cũng muốn làm ngành này. Cậu biết được đến đâu rồi? Không biết. Cậu uống rượu đến hỏng não rồi sao? Từ bây giờ, Nghiêm Tiểu Lượng tìm cậu, cậu cứ kéo dài thời gian, tìm hiểu hết mọi việc xung quanh hắn, lập công trục tội, nhớ chưa? Quách Lỗi đồng ý răm rắp, nhưng Tiểu Gia vẫn không yên tâm. Đây là cơ hội cuối cùng cho cậu. Nếu cậu dám bán đứng tôi, đừng trách tôi trở mặt. Mặt mũi ai cũng không tác dụng, không thể nào. Tôi biết Tiểu Gia cả coi tôi là người nhà. Nghiêm Tiểu Lượng chỉ lợi dụng tôi. May mà cậu không mở mắt, về đi. Ô, cậu lại mang dưa chuột đến à? Lần này là đậu đũa chua, đổi khẩu vị chút, không thể ăn mãi dưa chua được, không có dinh dưỡng. Anh xem khi nào bí thư rảnh, tôi sẽ làm một bữa đầy đủ dinh dưỡng, sức khỏe là vốn quý nhất mà. Ha ha, cậu nghĩ chu đáo thật đấy. Có phải lại có việc muốn nhờ bí thư không? Quan tâm bí thư là việc quan trọng nhất, việc của tôi chỉ là chuyện nhỏ. Thư ký Đường có thể giúp tôi kiếm vài cái thủ đông không? Anh biết đó, bây giờ làm kem tôi thiếu nhất thứ này. Có thể nói, hiện giờ hoàn toàn là thiết bị giới hạn sự phát triển của tôi. Cái mới thì khó kiếm, cần phiếu công nghiệp, còn phải có lãnh đạo phê duyệt. Nhưng có thể kiếm thủ cũ. Không biết nhà máy kem ở huyện có loại bỏ cái nào không? Để tôi hỏi giúp cậu. Thư ký Đường, anh đúng là anh em khác cha khác mẹ của tôi. Lần này anh giúp tôi nhiều quá. Hôm khác tôi mời anh ăn cơm. Được, không vấn đề gì. Phải nói là, đậu đũa chua cậu ta muối thật sự ngon. Anh thích ăn thì tôi sẽ bảo cậu ta muối thêm. Ha ha, cậu ta đã nắm được dạ dày của tôi rồi. Phải rồi, lần này cậu ta đến không có việc gì khác chứ. Cậu nói muốn một đợt tủ đông loại bỏ từ nhà máy kem. Tủ đông, tôi nhớ lần trước trong cuộc họp nghe nhà máy kem ở huyện phàn nàn. Nói là anh ta đã cướp mất việc làm ăn của huyện thành. Bây giờ doanh số của nhà máy sản xuất đồ uống lạnh còn chưa bằng một nửa so với những năm trước. Rất có ý kiến với anh ta, kinh tế thị trường không còn là thời đại trước đây nữa. Sản phẩm của ai tốt, người dân sẽ mua của người đó. Trên luôn nói cần đổi mới, cần cải cách. Những người ở những nhà máy cũ này vẫn còn giữ cách làm việc cũ, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải thôi. Ồ, anh khá coi trọng thằng nhóc đó nhỉ? Không phải coi trọng anh ta, mà là coi trọng tinh thần dám đổi mới của anh ta. Anh xem những sản phẩm anh ta làm đều là những thứ hiện nay không có. Anh ta có câu nói rất đúng. Thiết bị đã hạn chế sản xuất của anh ta. Nếu có nền tảng như nhà máy quốc doanh, anh ta kiếm được nhiều hơn bây giờ gấp mấy lần. Nghe thật, vậy thì đưa cho anh ta tủ đông đi. Nhà máy đồ uống lạnh còn đòi thiết bị mới, đòi trợ cấp nữa. Thiết bị bị loại bỏ thì bán cho anh ta đi, nhưng phải lấy tiền, không thể để nhà nước bị tổn thất. Được. Tiểu Gia vừa mới trở về nhà máy, đã thấy Trương Văn Phong ngồi trên máy kéo làm gì đó. Tiến lại gần xem, thì ra là giấu một chiếc quần đen. Đây là mua cho vợ cậu đấy à? Anh Tiểu Gia, sao anh đi mà không nghe thấy tiếng gì vậy? Tôi để xe đạp mà, tiếng đủ lớn rồi, là cậu không nghe thấy. Mua thì mua chứ sao, yêu chiều vợ cũng chẳng sai, có gì phải giấu giếm. Để tôi xem cậu mua cái gì. Dạo này không có thời gian đi mua sắm, cũng phải mua thêm quần áo mới cho Viên Viên nhà tôi. Quần ông chân, không ngờ bây giờ đã có quần ông chân. Đây chính là vật dụng không thể thiếu của các cô gái thời nay, cơ hội này phải nắm bắt. Văn Phong, cậu mua cái này bao nhiêu một chiếc? 8 đồng, cậu đi mua giúp tôi một chiếc về, cỡ nhỏ nhất là được. Viên Viên dáng người gầy, không giống vợ cậu, cơ lớn nhất cũng chẳng vừa cô ấy. Mẹ tôi nói rồi, vợ mập mạp, nhìn mới phúc hậu, mập hơn thì sinh con trai tốt. Nói như cậu, Viên Viên nhà tôi sinh đôi con trai phải lớn hơn vợ cậu gấp đôi. Vậy còn chưa được vào nhà không? Không mắc kẹt ở cửa à? Ha ha, anh Tiểu Gia thật là có phúc. Đừng nói nhảm nữa, cậu mau đi mua đi, đi xe đạp đi. Được. Viên Viên, anh nghĩ ra một việc làm ăn mới. Việc gì vậy? Buôn bán quần áo, nhưng chúng ta chưa từng làm kinh doanh quần áo, liệu có làm được không? Hãy tin chồng em. Chắc chắn làm được. Em xem đây là quần ôm chân đang thịnh hành nhất hiện nay, em có thích không? Nói thật là em không thích lắm. Em đã thấy người khác mặc rồi, chỉ thấy rõ mông, nhưng không mặc quần áo vậy, em không dám mặc đâu. Bây giờ nhiều cô gái cũng như em, muốn mua nhưng lại ngại ngùng. Nhưng anh có cách giải quyết. Tiểu Gia lấy ra một tờ giấy, vẽ lên đó một chiếc áo vung dáng dài, dài đến khoảng che hết phần đùi. Như vậy là có thể mặc ra ngoài rồi. Em xem kết hợp với quần ôm chân, có phải là có thể mặc ra ngoài rồi không? Đúng là rất đẹp. Nhưng chúng ta không có gì cả, sao mà làm kinh doanh được? Chúng ta không có. Người khác có mà, chúng ta có thể đến nhà máy sản xuất quần áo đặt hàng, rồi treo ra bán, kiếm lợi nhuận chênh lệch. Người ta có làm cho mình không? Thử xem, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Đợi mấy ngày này làm xong việc tủ đông, chúng ta đi công tác một chuyến. Đi công tác ở đâu? Đến thành phố tìm một nhà máy sản xuất quần áo hợp tác, chúng ta đưa mẫu, rồi độc quyền thị trường huyện của chúng ta, làm đại lý đầu tiên. Trong hai ngày tiếp theo, nhờ sự giúp đỡ của thư ký Đường, Tiểu Gia đã dễ dàng mua được 10 chiếc tủ đông tại nhà máy sản xuất đồ uống này. Sau đó, anh ta lại thuê một căn phòng ở mỗi thị trấn, đặt mỗi chiếc tủ đông ở mỗi thị trấn. Anh ta lại tìm một vài người để họ chuyên trách quản lý việc bán hàng tại các thị trấn. Như vậy, kênh bán hàng của Tiểu Gia đã được mở rộng toàn diện. Sau khi giải quyết mọi việc xong, Tiểu Gia và Lâm Viên Viên đến thành phố. Viên Viên, đã ngồi xe cả nửa ngày rồi, em nghỉ ngơi một lát đi. Anh đi lấy một bình nước nóng để rửa mặt. Rồi chúng ta đi ăn cơm. Tiểu Gia chu đáo như vậy, khiến Lâm Viên Viên ngạc nhiên, không biết nghĩ đến điều gì, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.
sao người này nhìn quen thế nhỉ? Đúng rồi, anh ta chẳng phải là gã đầu tể dã man mà kiếp trước khiến cảnh sát mất 2 năm để bắt anh ta đưa ra pháp luật Hồ Diệu Huy sao? Nhớ năm đó, vụ án của anh ta đã gây chấn động toàn quốc, không chỉ giết chết cả gia đình trưởng thôn của mình, sau đó còn cùng vài tù nhân vượt ngục cướp ngân hàng, trốn chạy khắp nơi, thật sự là chạy đến đâu giết đến đó. Anh ta xuất hiện ở thành phố, rốt cuộc là muốn làm gì? Thôi, đi ăn trước đã, không chọc anh ta là được. Tiểu gia kéo Lâm Viên Viên vào nhà hàng, không để ý, một người thanh niên từ trong bước ra va vào. Mẹ kiếp, mày không có mắt à? Mẹ kiếp, mày có mắt? Tiếc là mắt mọc sai chỗ, mọc trên mông rồi, không phải là không thấy đường sao? Anh ta mở to mắt, không ngờ tiểu gia nóng tính như vậy, còn ngạo mạn hơn anh ta. Thằng nhóc này có gan đấy. Đương nhiên rồi, hay là như này đi, để con anh gọi tôi là ba, sau đó tôi sẽ cho nó bao lì xì. Lâm Viên Viên kéo tiểu gia một cái, ra ngoài đi đường. Cô ấy không muốn gây chuyện, vợ yên tâm, không sao đâu, nhóc đợi đi. Ông đây ra ngoài giang hồ bao nhiêu năm, lần đầu gặp người đáng đánh như mày, thế thì anh lăn lộn cũng không ra gì nhỉ? Con dám nói mình là ra ngoài giang hồ, mau về nhà uống sữa đi. Anh ta không chịu nổi nữa, vốn định gọi người đến cùng đánh tiểu gia, bây giờ trực tiếp ra tay rồi, nhưng anh ta vừa giơ nắm đấm lên đã bị tiểu gia đá một cái vào bụng, ngã xuống đất. Đánh nhau hả? Ông đây từ 3 tuổi đã bắt đầu đánh nhau, chưa bao giờ sợ ai, bất ngờ đánh nhau, người trong nhà hàng cũng đều kinh động. Có vài người bước ra, trong đó lại có Hồ Diệu Huy. Tiểu gia giật mình một cái, xích nơ quay người chạy mất. Không thể nào xui xẻo thế chứ, sự thật chứng minh bạn càng sợ cái gì càng gặp cái đó. Hồ Diệu Huy ngăn lại người kia đang định xông vào. Về đi đừng gây chuyện. Đại ca, anh không biết thằng nhóc này là thế nào đâu, em không xử lý nó, em tối nay không ngủ được. Tiểu gia đảo mắt một cái, nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại. Không thể chạy được, Hồ Diệu Huy chưa biết mình nhận ra anh ta. Nếu mà lùi đi thì chột dạ, ngược lại khiến anh ta nghi ngờ. Anh là đại ca anh ta, anh xem xét mà nói lý. Anh ta đụng vào tôi còn chửi người, là đàn ông thì không thể nhịn. Nếu không thì tôi và anh ta đánh nhau một trận nữa. Ai thua thì xin lỗi. Chuyện đàn ông, không có gì mà một trận đánh nhau không giải quyết được. Nếu có thì đánh 2 trận. Hồ Diệu Huy nhìn tiểu gia đối diện anh ta, không chút tỏ ra yêu thế. Ha ha ha, xin lỗi nhé, là lỗi của anh em tôi, chúng tôi xin lỗi. Tôi nhận nhầm người rồi à? Hồ Diệu Huy giết người phóng hỏa lại xin lỗi. Anh ấy cũng nóng tính chút, cũng trách anh ấy. Chuyện này dừng ở đây. Được, nghe lời mỹ nữ này.